Vẫn như mọi năm, táo quân luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu của Việt Nam mỗi dịp Tết đến xuân về. Sau thời gian tập luyện, táo quân đã chính thức ghi hình chuẩn bị cho đêm 30. Năm nay, sự trở lại của nghệ sĩ nhân dân Công Lý khiến dân tình háo hức. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc hậu trường các táo tất bật chuẩn bị cho phần trình diễn trong buổi ghi hình táo quân. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý vui vẻ và háo hức trong sự trở lại lần này. Anh được bà xã Tháp đến nơi diễn, chăm sóc cẩn thận chu đáo. Để chồng có sức khỏe đi diễn, bà xã Công Lý luôn là người đồng hành cùng, ủng hộ anh trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Đáng chú ý, trong hậu trường táo quân vợ cũ, vợ mới nghệ sĩ nhân dân Công Lý có dịp hội ngộ. Cả hai tỏ ra thắm thiết và thoải mái tương tác, cười nói vui vẻ bên nhau. Cách cư xử của cả hai khiến dân tình hết lời khen ngợi. Ngoài ra, MC Thảo Vân không quên hỏi thăm sức khỏe của chồng cũ và thoải mái trò chuyện như hai người bạn. Dù đã chia tay khá lâu, song MC Thảo Vân vẫn dành sự quan tâm cho chồng cũ. Bằng chứng là cô luôn hỏi han tình trạng nghệ sĩ nhân dân Công Lý trong thời gian nằm viện. Đáng nể hơn, MC Thảo Vân vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Ngọc Hà, vợ mới của nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.